chuyện đó là con cáo, con thỏ và con hạ nhóc. Bạn thỏ ngồi ở cạnh gốc cây và khóc. Thấy thế, bác gấu liền tới hỏi: tại sao con khóc vậy thỏ? Bác đã xin sang nhà con ở nhờ, con ra khỏi nhà. Bác gấu nói: không sao đâu, bác sẽ giúp con.